Lịch trời. Hello, good morning, nè tụi con nghe. Bao hôm nay láng cứ phiền tâm bẩn tâm mà đó. Thầy cứ à bên đi đá, cứ dương chấm ăn mà hốt nhang bài trật này té và lấy tiền toàn tía. À đây cứ ngào phải trọ. Lịch chụp chóp món và mơ mà hâu à. Không thử hỏi lần hỏi thằng bàm xía con heo không bà thằng bái lịch chụp bà này thằng ngọt nia thử tha nhưng mà mình là cái đứa nhóm người đâm bài tăng tìm màu pram bà người đâm bài tăng tìm màu pram chụp bà hay là lỡ mộng còn bơm phê một tí bằng bàn nhạc. Và nha tụi ngọt kia lời môn đường dương trên con chỉ con nhưng thử hộp mì mà cái chọc sẵn anh ấy cứ chỉ cheese bố rừng mình thử mì cơ vế bà tụi ngọt kia khi bà chào nhà mì sáng nhà ngon nên thử mơ cho nó tật đã kê ở dưỡng đã mà anh rồi mì lít dưỡng đã tam kê thử đã tật xong là mốm làm bây giờ rút chiếc vía original nữa đó hay là cứ mì bà dưỡng bà chợ nói anh ấy đã chi bị lớn nữa ngọt nè anh đừng mà để đa hộp lại được tìm mùi rồi nên chạy châu chan rồi. Wow, cái score tiền chẳng đẹp ngọt nè. Ngọt nè, mảnh mì cho mùi nâng chi. Bờ kếp xên cái hộp chân anh mà giật đắng. Thì thôi trâu và đắng tay nhầm. Xả thua với nhầm. Ất khá đi. À chi nâng nâu hiếng rừng rừng mà. Chẳng xâm rạch hà. Ất cho chật. Ok, lời nhầm mà này. Thị xấn một nâng chênh chi con. Và ở việc mì cầm lắng. Và mì cầm lắng chênh tới chạy bạch. Ok, chụp này chị. Cái thằng ngọt này là những chênh bịt đeo bàn tì ấy. Cùng là chi này tam lớn. Nhóm nâng chi tâm mơ nôm. Tiếp tiếp nôm mây tích. Của nơi tiền nhóm lên lớn. Nhưng nhóm nâng chi tư hàng quỳnh tích ở Hà Nội. Này cái chi là lớn. Chúng ta đã có đấy bà. Chúng ta có nào từ Hà Nội. Và từ Hà Nội này là ngọt này ạch khơi. Chúng ta có lớn. Tại nhóm nâng ạch cho từ khổm nâng tế. Và cô vi dùng chùm nào đấy chứ. Chẳng nhầm bà to tà nà tư mục tiết. Và à lời nâng kia bông ạ. Bọt châu bà này một sân. Đùa thọt. Lời nâng kia bông ạ thơ lời bươn lươn mà đo. Đưa chìa mà đông. Đo mục nâng ấy nè ngọt nè. Nó nè mục kia bông ạ đạ. À nè ấy. Kia bông băng vừa lời chênh mà bài ngọt lời chênh địch bốn. À lời nhầm chi châu lại này sân. Đo mục thích miên tiệt. Mơ xa đó là lời nhầm thọt lại nè, mình thích. Ủa, lời này thì xa đáy nè ngọt. Nên là đi bờ rầy kê tế. Bờ rầy ai cái chân mà kê đài. Kê bao cũng cho chị châu mơ thì chứ.
Miền bong cái quỷ lê trên lối lên đèn. Và này cứ chia và qua phơi bướn lớn bướn lớn qua phơi bướn lớn mà về dương chi máu cứ bọc tầm phơi chia lại buồn từ tầm vấn đấy hay dương bật lên từ bông xóm các ngọc nếp về để chi mọt đỏ liếm mà nó không mục nó bò khơi từ phía sàn mềm tèn và hai thì tiết hai gì kia ai xu hòa đi tranh đắng đầm bầy rồi về nhiều mọt đó cứ ban mưa thêm từ phía nó không mốc mà rất an mình đến mà đó cứ play cho rầm mà và lỡ cứ nhom chi châu play là bươn lươn mà thì giải và chi châu nồng thì giải nó được miền này sòn nó được hộp nồng mà sải tường được quá là nó cái này sải tường so big cho mà đọc nông mà tí giấy tay nhóm cứ thả ọt chí tư mục trời đế vượt xa khám chí còn mà dạ về mệt liếng mà ngày hoài chứ mà tất ấy tay nhóm khám chí hoài chứ cũng phải ngày vậy vậy chẳng tầm ngày thì mua chí lăng quýnh chẳng bị chia bán chứ ngày mà chẳng hợp đấy chẳng nhóm lên tập lọc từ cái lại xây tiết từ vài tết hay nhóm lên kẹt mỏng bằng và nơi đó khi em vừa stop đây và càng lớn nơi stop càng lớn stop mò stop được mò bài kềm chứ stop mò khom thiết đây anh ấy bây giờ vẫn tôn đấy đây khom stop mò cứ mò mò và càng khom cứ mò mà chỉ biết này cho chất mưa cà chi con anh nhà khác còn tròn tinh con này vẫn vẫn quạt đi mờ video kề chỉ con chị ấy chẳng tới thầy đôi nhom nái nhom à lỡ nắng trong tình mà tàu chẳng nhom đi mờ video ná để kề chỉ mà tàu chẳng bia mà giang mà nè đây là nhom bên con nhom chi ơi nè ngon đi mờ chẳng tới ok à lỡ nhom cua sẽ tèo với nhảy ba cửa lỡ ban mà đào tèo với nhảy tích tụi đá và cũng chia sẻ ngay mà đúng không ạ.